Trong tập trước, Tiêu Viêm được Mỹ Đỗ Toa dẫn về xà nhân tộc, ai ngờ vừa đến cửa thì nhận ngay giấy thông báo mang thai kèm que thử hai vạch đỏ của Mỹ Đỗ Toa, thế là ngay lập tức hắn bị bốn đại trưởng lão của xà nhân tộc tra hỏi một hồi. Sau đó, Tiêu Viêm đồng ý nhận trách nhiệm, kèm theo sẽ luyện chế thất phẩm đan dược, thiên hồn huyết cốt đan để tầm bổ cho thai nhi. Sau khi trở về, vì vẫn cay cú chuyện của Mộ Lan Tam lão, nên Tiêu Viêm quyết định đi đến xảo huyệt bọn chúng để ám sát một phen. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Trong trướng bồng, quá trình chữa thương kéo dài thêm tầm 10 phút mới dần đình chỉ, ba người cũng chậm rãi mở mắt. Thế nào? Nhìn đạo huyết sắc năng lượng từ từ tiến vào cơ thể hồ đầu trưởng lão, hai người còn lại thở phào nhẹ nhõm, mở miệng hỏi, đã khôi phục một ít, bất quá thương thế vẫn còn rất nặng, chỉ sợ phải đem lục phẩm đan dược tàng trữ trong cốc kia dùng mới có thể. Sắc mặt hồ đầu trưởng lão âm trầm nói, không nghĩ tới tiểu tử kia lại có thủ đoạn như thế, thật sự là xem thường hắn. Một vị Mộ Lan trưởng lão cao mày nói, hai gã trưởng lão còn lại cũng âm trầm gật gật đầu, lần này liên hợp tiến công Gia Mã đế quốc, nếu là không công mà lui, ngày sau tại Tây Bắc địa vực, Mộ Lan cốc bọn họ còn có thể sống yên sao? Về sau mặc dù là tham gia tông môn đại hội, tất nhiên cũng đã sẽ phải chịu không ít trào phúng. Ồ, ngay khi hai người vừa mới gật đầu thì đột nhiên một đạo âm thanh bén nhọn chói tai vang lên khắp doanh địa. Nghe thấy tiếng động, sắc mặt Mộ Lan Tam lão chợt biến đổi, cơ hồ thân hình vừa động liền đem vị hồ đầu trưởng lão đang trọng thương che ở phía sau. Mà khi thân hình bọn họ vừa động, lều trại chợt vỡ ra, một bóng người bao bọc trong ngân sắc quang mang lướt vào cùng kình phong sắc bén. Tiêu Viêm, ngươi quả nhiên đến đây. Nhìn bóng người nhanh như tia chớp màu bạc, đồng tử Mộ Lan Tam lão nhất thời thu nhỏ, chợt hét lớn. Cùng lúc đó đấu khí hung hồn phát ra, chợt hai người liên thủ, quyền đầu nhắm thẳng bóng người lao tới, hai đạo quyền ảnh kéo theo kình phong hung mãnh nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt oanh kích trên thân thể bóng trắng kia. Phốc, gặp đòn nghiêm trọng, bóng trắng cả người một trận kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt kinh hãi của Mộ Lan Tam lão chậm rãi tiêu tán. Ảo ảnh. Đã có kinh nghiệm cùng Tiêu Viêm giao thủ, hai vị trưởng lão trong lòng nhanh chóng hiện lên, chợt mạnh mẽ hoảng sợ xoay người, chỉ thấy một đạo hắc ảnh quỷ mị đứng ở bên cạnh hồ đầu trưởng lão, bàn tay như ưng chảo chặt chẽ siết lấy cổ. Nhìn thấy hai người kia nhìn lại, hắc bào thanh niên mỉm cười, dưới ánh đèn rực rỡ hàm răng trắng lộ ra làm bọn họ lạnh cả người, cùng một chiêu số mà chịu thiệt hai lần. Đây là các ngươi ngu ngốc hay là ta gặp may? Tiêu Viêm, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào đây? Nhìn thủ chảo của Tiêu Viêm đặt tại chỗ yết hầu của trưởng lão hổ đầu, hai trưởng lão của Mộ Lan cốc không dám có chút dị động. Giờ phút này chỉ cần người kia khẽ vận kình là hồ đầu trưởng lão kia mất mạng đương trường ngay, ném chuột sợ vỡ đổ. Hai người chỉ có thể lớn tiếng quát hỏi, không có gì, chỉ là chảm thảo trừ căn mà thôi. Tiêu Viêm khẽ cười, thanh âm lại có chút rừng rưng, nếu ngươi giết hắn, đó sẽ làm đối địch hoàn toàn với Mộ Lan cốc, đến lúc đó chỉ sợ không chết không thôi. Âm thanh hung dữ của vị Mộ Lan trưởng lão bên trái vang lên, ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm. Viêm Minh ta thiếu chút nữa đã bị các ngươi tiêu diệt, lời này bây giờ mới nói, có phải đã hơi trễ không? Tiêu Viêm cười nhạt nói, nhưng trong lòng lại hiện lên sát khí, mà vừa nói chuyện, bàn tay khẽ nắm mạnh lại, mà tên hổ đầu nhân trưởng lão kia nhất thời đỏ lên, miệng há hốc, không ngừng thở hổn hển. Mặt hai gã trưởng lão Mộ Lan cốc hơi run rẩy, một lát sau mới hít sâu một hơi, nén cơn giận trong lòng nói, Tiêu Viêm, chỉ cần ngươi buông tha hắn, ta có thể thề ngay tại đây, Mộ Lan cốc về sau tuyệt sẽ không xung đột với ngươi cùng Viêm Minh. Như thế nào? Không được. Tiêu Viêm mỉm cười nói. Đồng tử hai gã trưởng lão Mộ Lan cốc khẽ co lại, bàn tay để sau lưng kết thủ ấn không tiếng động, miệng trầm giọng nói, nếu ngươi vẫn không thỏa mãn, ta có thể dùng tam thú man hoang quyết của Mộ Lan cốc ta để đổi lấy. Thế nào? Thứ này chính là công pháp địa giai trung cấp, uy lực ra sao ngươi cũng đã tự mình trải qua rồi. Tam thú man hoang quyết. Nghe được lời này, ánh mắt Tiêu Viêm khẽ lay chuyển, mà vừa nhìn thấy bộ dáng này, trong mắt của hai gã trưởng lão Mộ Lan cốc bỗng xẹt qua nét đắc ý. Nhưng mà còn không đợi cho bọn hắn nói tiếp, Tiêu Viêm cười cười nói, ta thật sự rất hứng thú với công pháp đó, nhưng mà hắn vẫn phải chết. Nói đến đó, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh như băng, ngọn lửa xanh bỗng trào ra trên bàn tay, bỗng bóp mạnh, nhất thời giữa sóng lửa bao phủ trực tiếp xuyên qua cổ họng của hồ đầu trưởng lão. Xác xác, một cột máu phun ra, lưu lại vết máu chói sẫm trên nền vải trắng. Ngơ ngác nhìn sinh cơ trong ánh mắt dần mất đi, sau đó thân thể mềm nhũn của hồ đầu trưởng lão chậm rãi rơi xuống. Khóe mắt hai gã trưởng lão Mộ Lan cốc như muốn nứt ra, chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian nữa là có thể vận tam thú man hoang quyết, đem lực lượng dung hợp vào trong cơ thể hổ đầu trưởng lão. Khi đó phá vỡ sự kiềm chế của Tiêu Viêm là rất dễ dàng, nhưng là chỉ kém chút nữa thôi. Tên tạp chủng Tiêu Viêm này, hôm nay lão phu nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành cho. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, chợt đấu khí hùng hồn từ trong hai cơ thể trưởng lão đột nhiên bùng phát ra, đấu khí tạo thành tiếng nổ, trực tiếp xé rách cửa lớn, nhất thời tình hình bên trong liền bại lộ trước mắt của các cường giả Mộ Lan cốc đi tuần.
Tiêu Viêm dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, mạnh mẽ cắt đứt một ngón tay của Hồ Đầu trưởng lão, lấy giới chỉ trên đó bỏ vào trong ngực, bàn chân dậm mạnh một cái, thân hình đột nhiên vọt mạnh lên trời. Ngăn hắn lại cho ta, bất luận sống chết, ai giết được hắn, liền trực tiếp thăng lên thành ngoại quốc trưởng lão. Mộ Lan nhị lão bởi vì hành động của Tiêu Viêm mà sững sờ trong giây lát, đợi đến lúc họ phản ứng, giống như con mèo bị đạp phải đuôi, dậm chân nhảy lên, khàn giọng hét giận dữ. Hỏa Dực sau lưng Tiêu Viêm khẽ run lên, tránh va chạm với một gã cường giả đấu hoàng trước mặt, sắc mặt lạnh lẽo đánh về một gã cường giả đấu vương bên cạnh. Hỏa mang dữ dội bạo phát ra, một đấm trực tiếp đánh nát đầu của người đó như là đánh trái giơ tay vậy, một quyền đánh chết một gã đấu vương cường giả. Trên khuôn mặt Tiêu Viêm có dính chút máu, đôi mắt đen dần dần xuất hiện chút khát máu, lại một lần nữa vọt tới trước, liều mạng bay ra ngoài doanh địa. Bành, nắm tay được Lưu Ly Liên Tâm Hỏa bao phủ va chạm mạnh với một cường giả đấu hoàng, năng lượng hùng hồn nổ tung lúc hai người tiếp xúc tạo thành kình phong, bả vai Tiêu Viêm khẽ run lên, mà tên kia có thực lực ước chừng một tinh đấu hoàng lại bị đòn nghiêm trọng, cấp tốc lui về sau, trong lúc lui lại miệng còn phun ra hai ngụm máu tươi, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi, nhìn toàn thân Tiêu Viêm bị máu tươi bao phủ, chỉ sợ hắn cũng không đoán được, bản thân chỉ qua một hiệp, đều ở cùng cấp bậc lại bại trong tay Tiêu Viêm thê thảm như thế. Bất quá, Tiêu Viêm mặc dù một quyền đã đả thương tên cường giả đấu hoàng kia, nhưng người đó rõ ràng đã làm chậm lại tốc độ của Tiêu Viêm trong nháy mắt, mà trong cái chớp mắt này, Mộ Lan nhị lão đang nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt oán độc cũng đột nhiên tấn công, một trước một sau, trong miệng phát ra tiếng giống giận điên cuồng, tia máu trên tay ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đầu gấu cùng một đầu sư tử dữ tợn, hung hùng toái địa quyền, sư thốn kính. Cảm nhận được thế công huyết tinh lăng lệ một trước một sau kia cơ hồ như đã phong tỏa tất cả đường lui, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ ngưng trọng, thủ ấn vừa động, một làn sóng lửa màu xanh biếc vô cùng ngưng tụ lấy thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét ra, hỏa hoàn bạo. Tiếng quát vừa dứt, làn sóng lửa màu xanh biếc cũng đã va chạm mãnh liệt với một kích cường hãn của Mộ Lan nhị lão, lập tức vang lên tiếng năng lượng nổ như là sấm sét vang vọng nơi chân trời, cùng bạo năng lượng nhanh chóng khuếch tán, hỏa hoàn dần dần biến mất. Tiêu Viêm lại như cũ cảm thấy được hai cỗ ám kình xâm nhập vào cơ thể, đánh thẳng vào trước ngực, làm cho hắn phát ra một tiếng rên đau đớn. Tiêu Viêm bị thương, Mộ Lan nhị lão kia cũng bị Lưu Ly Liên Tâm Hỏa nổ mạnh làm nắm đấm chảy máu đầm đìa. Hiển nhiên, lần này đối chọi, song phương đều có thương tổn. Mẹ nó, cứ tiếp tục như thế, mình sẽ chôn thây nơi đây mất. Mặc dù các đạo đấu khí đó vẫn chưa tạo thành thương thế quá lớn cho Tiêu Viêm, nhưng lại làm cho tốc độ hắn chậm lại rất nhiều. Mà mới chậm lại một lát, thì Mộ Lan nhị lão cùng các cường giả đấu hoàng khác đã điều tức xong, mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, các đấu kỹ có uy lực mạnh mẽ cũng nhanh chóng ngưng tụ xong. Cảm thụ được chung quanh các đấu kỹ đang cấp tốc ngưng tụ, trong lòng Tiêu Viêm hơi trùng xuống, đang lúc hắn nảy sinh ra ý ác độc là thi triển Phật Nộ Hỏa Liên để nổ chết hết tất cả các phương bát đàn này thì một đạo lưu quang từ phía xa cấp tốc bay tới. Vài cái chớp mắt đã mạnh mẽ xông thẳng vào giữa đám đông hỗn loạn này, chợt một thân thể thướt tha uyển chuyển hiện lên trước mặt Tiêu Viêm, bàn tay mềm mại khẽ run liền đánh tan tác các đạo đấu khí dữ dội bắn tới từ chung quanh. Bóng đen hơi quay đầu lại, liền lộ ra hai gò má tinh xảo tuyệt mỹ, đúng là mỹ đỗ toa. Ánh mắt nàng lướt qua các vệt máu tươi trên người Tiêu Viêm, cảm ứng được hơi thở có chút hỗn loạn, nhất thời đôi mắt hẹp dài tràn ngập nét yêu dị hiện lên sát ý âm hàn. Kế tiếp, giao cho ta đi, hai lão già này ta sẽ khiến chúng trả giá thật đắt. Nhìn mỹ đỗ toa xuất hiện tại trước mặt, Tiêu Viêm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cường giả đối phương nhiều lắm, nếu hắn thật sự phải liều mạng xông vào mà nói, tự nhiên cũng có thể rời đi. Bất quá kiên tiên quyết là phải thi triển Phật Nộ Hỏa Liên giết chết một đám người, mà khi thi triển Phật Nộ Hỏa Liên, Tiêu Viêm cũng sẽ cảm thấy suy yếu. Nếu trên đường tái xuất hiện tình huống khác, thì sẽ không còn nhiều lực tự bảo vệ mình. Người bên kia đã làm xong chưa? Ánh mắt quét nhìn bốn phía, Tiêu Viêm lên tiếng hỏi. Ân, Mỹ Đỗ Toa nhẹ gật đầu, đối phó Nhạn Lạc Thiên vẫn tốn không nhiều khí lực, thậm chí thuận lợi ngoài dự liệu của nàng. Bất quá có thể làm cho tên kia chết trong sự vui sướng, cũng coi như xứng với thực lực đấu tông. Người đi trước, ta cản phía sau, nếu tiếp tục kéo dài một hồi, chỉ sợ cửa giả Kim Nhạn Tông sẽ tới. Mỹ Đỗ Toa quay đầu lại nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thoáng chần chờ, chợt gật đầu một cái, cũng không tiếp tục nói lời vô nghĩa, thân hình chợt động, liền trực tiếp đột phá vòng vây lao ra, ngăn nàng lại. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa cử động, sắc mặt Mộ Lan nhị lão nhất thời đại biến, gấp giọng quát, bọn họ cũng phi thường rõ ràng. Lấy thực lực hai người giờ phút này là không phải đối thủ của Mỹ Đỗ Toa, mất đi tam thú man hoang quyết, bọn họ chỉ là đấu hoàng đỉnh cấp mà thôi. Nghe được tiếng quát của Mộ Lan nhị lão, cường giả Mộ Lan cốc chung quanh sau một chút chần chờ, đành phải hung hăng cắn răng một cái, sau đó ảo lên ngăn trở Mỹ Đỗ Toa, đấu khí trong cơ thể thi triển đến mức tận cùng, tại trong trời đêm mang theo từng đạo kình khí xé rách không khí bén nhọn tiếng vang sắc mặt Mộ Lan nhị lão cũng kịch biến, thân hình lui về phía sau, gầm lên một tiếng giận dữ,
Hai tay hai người đan lại, năng lượng huyết sắc nồng đậm trên nắm tay ngưng tụ, nháy mắt sau mang theo một luồng kình phong màu đỏ mãnh liệt nhắm hướng Mỹ Đỗ Toa oanh kích. Bàn tay Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng tiếp đỡ nắm đấm của hai người, thất thải năng lượng ào ào tuôn ra, phụt, nhìn như khẽ chạm nhau, nhưng Mộ Lan nhị lão lại run rẩy dữ dội tựa như trúng một đòn nghiêm trọng, máu tươi từ trong miệng phun ra, bay ngược lại rơi xuống mặt đất. Không có tam thú man hoang quyết, các người hợp lại không phải đối thủ bổn vương. Chỉ với một kích đã khiến Mộ Lan nhị lão chật vật như vậy, Mỹ Đỗ Toa không khỏi cười lạnh một tiếng, để lại một vệt dài trên mặt đất. Mộ Lan nhị lão cũng cực độ hoảng sợ, thân thể vừa mới dừng lại, dường như là không hẹn mà cùng gặp, hai người tách ra hai hướng chạy trốn. Trong lòng sợ hãi, tốc độ chạy trốn của Mộ Lan trưởng lão này đột nhiên nhanh hơn, thế nhưng thân hình đột nhiên dừng lại, trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi cùng đình trệ. Vào giờ khắc này, có chút gian nan chậm rãi cúi đầu, nhìn máu tươi trên mũi kiếm, sinh cơ tiêu tán trong nháy mắt. Mộ Lan trưởng lão cuối cùng trước ánh mắt hoảng sợ vô số người đã chết đi kết thúc tập này ở đây. Mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.